rất nhiều Diệu Nhi khỏe mạnh đáng yêu, Phúc vui đùa để lộ những sở thích có một không hai. Sáng ngày 9 tháng 8, Bệnh viện Nhi đồng thành phố tiếp tục đăng tải những thông tin hình ảnh với hai chị em Trúc Nhi Diệu Nhi. Sau hơn 20 ngày kể từ ca phẫu thuật cắt dính cơ thể, hai bé song sinh Trúc Nhi Diệu Nhi đã có những tiến triển sức khỏe nhất định. Không chỉ nở những nụ cười rạng rỡ để truyền động lực đến mọi người, hiện tại hai bé đã có những sở thích riêng, biết chơi đùa với các cô y tá và mọi người xung quanh cực kỳ đáng yêu. Ngồi trên giường bệnh, hai thiên thần nhỏ có những biểu cảm vô cùng đáng yêu, được các bác sĩ Bệnh viện Di động thành phố ghi lại. Cụ thể, bé Trúc Nhi có sở thích chơi trò cướp ạ với các cô y tá. Trong mỗi lần ăn sữa, Trúc Nhi tỉnh táo, tự tay lấy chăn che mặt và vô cùng nghịch ngợm khi chơi trò chơi với các cô. Không chỉ nằm chơi, cô bé còn ngồi hẳn dậy và vui vẻ chơi đồ chơi của mình. Còn Diệu Nhi thì lại nghiện nhảy múa và rất tích cực theo từng giai điệu mà các cô hát. Cô bé tỉnh táo nhận thức và biết làm theo từng động tác mà các cô hướng dẫn. Không những thế, Diệu Nhi còn biết làm duyên hay là chào tạm biệt mỗi khi các cô y tá rời đi. Theo các bác sĩ, khoảng 6 tuần tới Trúc Nhi Diệu Nhi sẽ tháo bột hoàn toàn và tập vật lý trị liệu, tập đi. Trúc Nhi Diệu Nhi sinh ngày 6 tháng 7 năm 2019 tại Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, là hai bé gái song sinh, dính liền phức tạp. Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiến hành theo dõi chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt. Sau hơn một năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện, không diễn tả nổi bằng lời, Trúc Nhi Diệu Nhi đã cùng 100 y bác sĩ chiến đấu đầy dũng cảm suốt 12 tiếng trong phòng mổ vào hôm 15 tháng 7 trong cuộc đại phẫu quan trọng của đời mình.